sắp đấu giá gần 1.200 m2 đất gần sân bay Nội Bài. Nhà phố Hà Nội xu hướng tích sản hiện nay. Nới room tín dụng chưa tác động nhiều tới bất động sản. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin Nhà đất đầu tư ngày 16 tháng 9 xin được mở đầu với thông tin từ phía Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết tháng 10 tới, địa phương sẽ bán đấu giá 12 lô đất tại xã Mai Đình. Đây là thông tin được nhiều nhà đầu tư quan tâm. 12 thửa đất với tổng diện tích 1.173 m2 tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội sắp được tổ chức đấu giá với mức giá khởi điểm dự kiến là 41 triệu đồng 1 m2. 12 thửa đất này có vị trí tại hai thôn Hương Đình Hoài và Hương Đình Đông, xã Mai Đình, nằm gần sân bay quốc tế Nội Bài và tiếp giáp với cụm công nghiệp CN2 đang trong quá trình triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật. Dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2022, cuộc đấu giá sẽ được thực hiện tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn. Có thể thấy đất vùng ven đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong thời gian gần đây, và đó là thông tin tại khu vực huyện Sóc Sơn. Đến với huyện Thường Tín thì mới đây, bản tin Nhà đất và đầu tư nhận được thông tin phản ánh về việc cầu chiếc mới tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội. Mặc dù đã được hoàn thiện phần mặt cầu cách đây gần 2 năm nhưng lại chưa được đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là do vướng 6 hộ dân chưa bồi thường giải phóng mặt bằng. Theo phản ánh, 6 hộ dân có mong muốn nguyện vọng di rời đến khu tái định cư nằm trong địa bàn xã chứ không muốn đi xã khác do quê quán gốc tích tại đây, đất được giao ở đây. Khi được đất tái định cư thì lại liên quan đến giá đền bù và định giá đất đầu đi, đầu đến. Được biết mới đây, thành phố Hà Nội đã ra quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu chiếc. Dự án xây dựng cầu chiếc mới bắc qua sông Nhuệ được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng vào năm 2016. Dự án có tổng mức đầu tư 115,544 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Là phân khúc bất động sản sinh lời 2 trong 1 đầu tư cả vào giá trị kinh tế và giá trị sống, phân khúc nhà phố Shop House được dự báo tiếp tục dẫn dắt thị trường trong nửa cuối năm 2022 khi nhiều người vẫn ưa chuộng nhà thấp tầng. Nếu không ở hoặc kinh doanh, chủ nhân nhà phố có thể cho thuê mặt bằng với giá hấp dẫn. Cụ thể, theo CBRE, tỷ suất lợi nhuận từ việc cho thuê Shop House đạt trung bình khoảng từ 8 đến 12% một năm, thậm chí cao hơn. Ngoài ra, ở các khu đô thị mới, số lượng các căn Shop House thường có hạn. Điều này giúp cho chủ nhân căn nhà phố có thể yên tâm về giá trị và độ sinh lời cao của tài sản này. Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 đã có dấu hiệu hồi phục và phát triển tốt, tỷ lệ hấp thụ sản phẩm ở hầu hết các phân khúc ở mức cao, hầu như không phát sinh lượng tồn kho mới. Giữa bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều tín hiệu hồi phục tốt, nguồn cung đang là một trong những điểm nghẽn lớn của thị trường, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, do đó xu hướng phát triển ra vùng ven là tất yếu. Đặc biệt, thị trường bất động sản biển được cho là giàu tiềm năng bởi trong 6 tháng đầu năm nay ghi nhận khách quốc tế tăng tới 582%. Thêm vào đó, Việt Nam đang lọt top 3 về tỷ lệ gia tăng tầng lớp siêu giàu trên thế giới, trung bình 26% một năm, thúc đẩy nhu cầu nghỉ dưỡng hưởng thụ và tìm mua bất động sản biển. Ngoài ra, trong kỷ nguyên ô tô bùng nổ, các bất động sản biển trong 2 đến 4 giờ lái xe sẽ là khu vực thực sự tiềm năng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa công bố dự án khu đô thị mới ở huyện Bình Xuyên do Tập đoàn Đất Xanh làm chủ đầu tư. Tổng chi phí xây dựng dự án là 1.890 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất sử dụng 37.872 ha, xây dựng khu nhà ở mới bao gồm các công trình hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn và biệt thự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức có thông báo định giá tài sản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận liên quan tới một số dự án đang được cơ quan này thụ lý điều tra. Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc cấp bộ, tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, đối với 3 lô đất mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận giao cho công ty Tân Việt Phát, lô 18, 19 và 20, số tiền định giá thời điểm ngày 7 tháng 3 năm 2017 là 156 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận giao đất cho công ty Tân Việt Phát không đấu giá 3 lô đất này chỉ với giá 111 tỷ đồng, trong khi kết luận đưa ra là 156 tỷ đồng, thì dự án này đã thất thoát hàng chục tỷ đồng. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đang trong cảnh nắng hạn chờ mưa rào, sốt ruột xếp hàng để chờ được giải ngân. Trong khi đó, lãi suất huy động tăng cao cũng đang là áp lực cho doanh nghiệp, vì lãi suất vay cũng sẽ bị đội lên theo. Riêng về lĩnh vực bất động sản, việc tiếp cận vốn lại càng khó. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra thông báo chính thức nới room tín dụng. Điều này có thực sự là tin vui đối với lĩnh vực bất động sản hay không? Sau đây là cuộc trao đổi giữa phóng viên bản tin Nhà đất và Đầu tư với chuyên gia kinh tế Bùi Ngọc Sơn đến từ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, với cái động thái mới của Ngân hàng Nhà nước là nới room tín dụng cho các ngân hàng thương mại thì ông có đánh giá như thế nào về động thái này ạ? Tôi thấy là tôi có cái cảm giác là ngân hàng trung ương của chúng ta là có lẽ là chịu nhiều sức ép thời gian gần đây, là và vì vậy tôi cảm giác là cái động thái của họ như là muốn thôi thì cũng làm, nhưng làm là một cái gì để cố gắng để giải tỏa các cái sức ép ấy đi, để chiều lòng thị trường một đôi chút. Chứ còn nếu mà dưới quan điểm về kinh tế học thì tôi thấy chúng ta không có một cái lý do gì nhiều mà phải có một cái sức ép để tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong cái bối cảnh hiện nay như thế này, là vì tất cả mọi chuyện của chúng ta, của nền kinh tế là đang tăng trưởng rất tốt. Vâng ạ, vậy thì ông có thể giải thích thêm được rằng là nếu như mà nới room tín dụng ạ, thì tác động đến thị trường bất động sản như thế nào, cũng như là các doanh nghiệp thì sẽ được hưởng lợi như thế nào? Nếu mà muốn xem nó có tác động đến cái thị trường bất động sản hay không ấy, thì nó còn xem là cái cách thức của ngân hàng trung ương khi thực hiện cái việc này thì người ta nhìn nhận cái khu vực bất động sản thế nào. Thì theo cái quan điểm mà tôi hiểu biết của tôi thì ngân hàng trung ương của chúng ta hiện tại là người ta cũng rất canh chừng và cho rằng là cái dòng vốn đổ sang đây là khá rủi ro, nếu không muốn nói là rất rủi ro ở trong những cái thời điểm hiện tại. Vì vậy tôi nghĩ là có lẽ là tôi nhìn qua một số động thái, có nghĩa là ngân hàng trung ương đã có cái ý rằng là phải tập trung cho các lĩnh vực sản xuất, đầu tư, xuất khẩu, rồi tất cả phục vụ sản xuất công nghiệp là chính. Vì vậy tôi nghĩ rằng là cái tác động đối với cả cái thị trường bất động sản có lẽ không lớn đâu. Vâng ạ, vậy thì trong cái bối cảnh như hiện tại thì có nhiều ý kiến cho rằng là các doanh nghiệp bất động sản cần phải huy động nhiều nguồn vốn từ các nguồn khác nhau chứ không lệ thuộc nguyên vào tín dụng của ngân hàng. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về ý kiến này? Cái đấy là đúng, lẽ ra cái chuyện này là các anh phải làm ngay từ lâu rồi. Chứ không phải đến bây giờ, đến khi mà bắt đầu là không có tiền đi trả nợ là cứ phải trông vào đấy. Nếu chúng ta cứ nhìn nhận là cái cách thức của thị trường của chúng ta, kể cả thị trường chứng khoán cũng thế thôi. Đấy là một cái nhược điểm của nền kinh hệ thống của chúng ta, là tất cả đều trông vào ngân hàng. Thế thì làm sao mà có giá trị được? Bởi vì là chúng ta nghĩ là lẽ ra khi anh ra là làm ăn thì cái nguồn vốn từ ngân hàng nó chỉ là một trong những nguồn, đúng là nó quan trọng. Nhưng mà nó không thể là tất cả được. Thị trường bất động sản mà cứ trông chờ vào ngân hàng trung ương như này là không ổn, mà lẽ ra cái việc này phải làm từ trước. Thế nhưng mà muốn làm được việc đó thì hệ thống pháp lý của chúng ta lại phải có các cái đạo luật để cho phép tồn tại các cái tổ chức đánh giá tín dụng thì mới hoạt động được, còn nếu không lại cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì với việc nới room tín dụng như vậy, ông có đưa ra những cái đánh giá hay là cái nhận định dự báo nào về thị trường bất động sản từ bây giờ đến cuối năm hay không ạ? Thị trường bất động sản nó có thể sẽ gọi là hâm nóng lại một đôi chút, nhưng mà không thể nhiều được. Tôi nghĩ là như vậy, cái mức độ đó thì theo cái đánh giá của tôi, cái khả năng ấy thì không lớn. Vì vậy từ giờ đến cuối năm tôi không nhìn thấy cái triển vọng nào của cái thị trường bất động sản. Vì vậy là các nhà bất động sản hiện nay theo nhận định của tôi ấy, là nếu như mà đã cảm thấy không ổn thì phải bán bớt tài sản đi để huy động nguồn vốn, chứ không phải chỉ có chăm chăm trông vào ngân hàng trung ương để rồi lại nhà chưa bán được thì giữ đấy để chờ ngân hàng trung ương lại nới lỏng ra để thổi giá lên rồi lại bán ra để kiếm lời. Không phải cách thức đấy, không phải là cách thức của các nhà kinh doanh, gọi là đúng là theo nghĩa của các nhà kinh doanh, mà đấy là có tính chất của các nhà làm ăn theo mang tính chất đầu cơ và mánh lới, không nên như vậy. Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn ông với những lời chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, trong quá trình mua bán chuyển nhượng sử dụng đất từ cá nhân này sang cá nhân khác, cần thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ theo đúng quy định của nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cá nhân trong các trường hợp có tranh chấp hay rủi ro liên quan đến nhà đất. Dưới đây là quy trình thực hiện và những thủ tục giấy tờ cần biết khi thực hiện sang tên sổ đỏ do mua bán và chuyển nhượng. Để thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng, bạn cần thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Căn cứ theo Điều 40, 41 Luật Công chứng năm 2014, để công chứng hợp đồng chuyển nhượng, các bên phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bên bán, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận độc thân. Trong trường hợp bên bán là bán thay người khác thì phải có hợp đồng ủy quyền, phiếu yêu cầu công chứng. Bước 2. Kê khai nghĩa vụ tài chính. Nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu có, lệ phí trước bạ. Bước 3. Nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính. Thời hạn trả kết quả 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, không quá 20 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi gợi ý, quý vị sẽ có thêm những kiến thức hữu ích khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ khi chuyển nhượng. Và đây cũng chính là thông tin khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.